Quý anh chị tuổi Ất Sửu thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý anh chị đốn lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Và tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng trong tháng 10 âm lịch tới đây, vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu sẽ phải trải qua một tháng hung cát ẩn tàng. Nhưng nếu như quý anh chị cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Với những dấu hiệu may mắn cũng sẽ có, và quý anh chị tuổi Ất Sửu hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con trâu, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tuổi Ất Sửu được Phật Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Phật Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ, Phật Thích Ca Mâu Ni hộ mệnh. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ất Sửu là những người có hiểu biết sâu rộng, ưa thích sự mạo hiểm, đây chính là cơ hội để họ thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ đạt được những thành công đáng kể. Tinh thần đấu tranh và tính cách thẳng thắn đôi khi cũng đem lại cho họ không ít rắc rối, họ là người có khả năng lãnh đạo, có thể tự tạo dựng được nhiều thành tựu nổi trội. Tuy nhiên, khát vọng vươn lên mạnh mẽ khiến những cảm giác trống trải hoặc tự ti vẫn xâm chiếm tâm hồn họ, nhất là khi sự nghiệp không được như ý. Song, cảm giác này sẽ nhanh chóng bị che khuất bởi tính cứng rắn, quyết đoán nên thường không mấy ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tính chất cứng rắn của kim khiến họ có phần bảo thủ trong công việc cũng như trong cuộc sống, người này thường rất ít khi có tư tưởng thỏa hiệp. Màu hợp với tuổi Ất Sửu là màu vàng, trắng. Màu khắc với tuổi Ất Sửu là màu đỏ. Tính cách tuổi Ất Sửu. Ất Sửu là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thổ lộ, khép kín, vì điều này nên người xung quanh họ không hiểu nhiều về nội tâm và suy nghĩ của họ. Nếu như bạn được Ất Sửu kể về cuộc sống, công việc, tâm tư của họ thì bạn phải tự hào vì mình là người được họ rất tin cậy, và như vậy, bạn nên xứng đáng với niềm tin tưởng của họ, đừng nên làm điều gì khiến họ xa lánh và không chia sẻ bao giờ nữa. Người tuổi Ất Sửu thường suy nghĩ, lo lắng và làm mọi việc về bản thân họ. Họ cho rằng lo cho mình rồi mới lo cho người khác. Nếu như họ còn khả năng, cách tư duy và làm việc này người ngoài cho rằng hơi ích kỷ, nhưng thực tế họ suy nghĩ vậy là thực tế. Khi không lo được cho bản thân mà phải nhờ vả người khác thì không thể giúp đỡ người khác gì cả. Khí kim bản chất ngưng tụ, nay lại chìm sâu trong đáy biển nên thế giới riêng của họ dường như biệt lập so với nhiều người khác, nhưng thực tế họ ưa mọi sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, không thích ồn ào, thị phi. Ất Sửu bản chất nghĩa khí, giữ chữ tín, họ ít khi hứa xong bỏ đó, nếu đã hứa với bạn chắc chắn họ sẽ cố gắng thực hiện. Trong lúc làm ăn hay việc chi trả tiền nong kinh tế họ thường rất sòng phẳng, thích chia đều, công bằng, không muốn chiếm phần lợi ích của ai và cũng không hề muốn ai phải chịu thiệt thòi. Tùy duyên, ứng biến theo hoàn cảnh cụ thể là đặc điểm của Ất Sửu. Ất Sửu cũng luôn ý thức về cái tôi cá nhân, họ thích khẳng định mình, thi thố tài năng. Bởi cuộc sống luôn có người thế này, người thế khác, nếu tất cả đều giống nhau tất cuộc sống thiếu hương vị, sắc màu biết bao. Con số hợp với tuổi Ất Sửu là số 2, 5, 6, 7, 8. Con số khắc tuổi Ất Sửu là số 9. Sự nghiệp tuổi Ất Sửu. Người tuổi Ất Sửu thích trầm tư, suy ngẫm mọi việc theo chiều sâu nên họ phù hợp với các lĩnh vực đòi hỏi hoạt động tư duy độc lập. Ví dụ như nghiên cứu khoa học, lĩnh vực công nghệ hiện đại cũng là sở trường. Có tham vọng được đi du lịch hay khám phá nhiều nơi nên một số người tham gia các hoạt động xuất ngoại, ngoại ngữ, du lịch. Tuổi Ất Sửu đều có lộc cách nên buôn bán kinh doanh có duyên, của cải thường tụ mạnh. Ất Sửu ham làm những công việc tiên phong, đi đầu,
nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm. Nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu mới có tài sản để dành. Người sinh năm Ất Sửu thì nên làm công sở, làm tại các xưởng, hãng sản xuất, sẽ tạo nhiều cơ hội cho người tuổi Ất Sửu phát triển và tạo được vị thế chỗ đứng nhất định. Ngoài ra môi trường làm việc tự do cũng mang lại cho họ nhiều lợi nhuận nhờ tính cách ham học hỏi, chăm chỉ, cần cù, thông minh, biết tính toán của bản thân. Xét về phong thủy, Ất Sửu thuộc mệnh kim, hải trung kim. Theo quy tắc ngũ hành, kim sinh thủy, do đó các công việc như thủy hải sản, giải khát, hóa chất sẽ rất phù hợp với người mệnh kim. Không chỉ thế, những người tuổi Ất Sửu hợp với nghề nào mà có liên quan đến đất đai như bất động sản, buôn bán xi măng gạch đá, bạn cũng có thể tìm hiểu và nhúng tay vào. Đây đều là những nghề nghiệp phù hợp với vận mệnh của bạn. Vấn đề đặt ra bây giờ chỉ là bạn có yêu thích, có muốn làm các công việc đó hay không mà thôi. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Ất Sửu là tuổi Bính Tý, Canh Tý. Tuổi khắc với Ất Sửu không nên kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Tỵ, Quý Mùi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Kỷ Hợi, Kỷ Mùi, Tân Dậu. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Về cơ bản thì tháng 10 âm lịch của người tuổi Ất Sửu có hung có cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Chỉ cần bạn chịu chăm chỉ, tập trung làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, có thiên đức cát tinh nâng đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn, đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời, do chịu ảnh hưởng của mộc dục. Trên phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình. Chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cho cả tương lai. Theo tử vi tháng 10 năm 2023, tuổi Ất Sửu âm lịch, việc ký kết hợp đồng cũng có thể xem xét tiến hành vào khoảng thời gian này. Cốt là bạn chú ý, tỉ mỉ kiểm tra các điều khoản, không để xảy ra sai sót do sơ ý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm bạn chưa có những dấu hiệu quá tích cực, tuy dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, người độc thân đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và được nhiều người quan tâm hơn. Song bạn chớ nên quyết định đến với ai một cách quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Ất Sửu thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Ất Sửu có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong tháng 10 âm lịch này. Tất nhiên để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Được thiên đức cát tinh trợ mệnh, người tuổi Ất Sửu dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ các bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ làm quen được với quý nhân. Đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch tương lai. Người đi theo con đường học tập, thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn, khiến không khó khăn nào có thể cản bước, bạn có thể gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, mộc dục xuất hiện lại cho thấy một số người rơi vào cảnh cả thèm chóng chán, việc gì cũng muốn làm nhưng lại dễ bỏ dở giữa chừng. Bản mệnh nên hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này, bạn làm việc gì cũng sẽ dở dang, không đạt thành tích tốt, lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm nhé. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 10 năm 2023, tuổi Ất Sửu âm lịch, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Dưới tác động của thiên đức cát tinh, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu.
Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, trưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái, nhưng cũng nhờ vậy mà bạn xây dựng thêm được các mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc và tình duyên. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song do ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào rắc rối dẫn đến mất tiền hao của. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Phương diện tình duyên của người tuổi Ất Sửu có hung có cát trong tháng này, đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, kẻo phải tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của thiên đức cát tinh và nguyệt lệnh lâm mộc dục, bản mệnh với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân, nhưng nếu bạn đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước. Không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn, hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Người đã lập gia đình, cần giữ khoảng cách thích hợp với người khác để tránh những điều tiếng không hay, những lời bàn ra tán vào. Dù có phải là thật hay không, cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn. Tốt nhất làm việc gì bạn cũng nên suy nghĩ cho người thân. Tránh buông thả theo cảm xúc nhất thời, vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi, thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Sửu khá ổn định, bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng, có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết, lại thêm việc khoảng thời gian này, bạn đã chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, bạn cũng nên hạn chế tụ tập liên hoan với bạn bè đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng mới của người tuổi Ất Sửu, bước sang tuần mới, vận trình của bản mệnh khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu hàng tuần tất bật vất vả, nhưng đổi lại, thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Sự nghiệp là phương diện tốt nhất trong tuần này của người tuổi Ất Sửu, sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến, giúp bạn ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp, đây là dấu ấn lớn nhất trong tháng, tạo tiền đề cho bạn tiến lên trong thời gian còn lại. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tuần khá khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người tuổi Tỵ hoặc Tý để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Ất Sửu được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận, khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó. Mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, bản mệnh vốn bướng bỉnh, lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền chặt. Sức khỏe của những chú trâu không có gì đáng lo ngại, chỉ một lần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, tiết trời thay đổi, bản mệnh cần bổ sung đủ nước cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dậu, ý, tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 22, 56, 65. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Ất Sửu cho thấy không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần này. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú trâu vượt mọi khó khăn thử thách để gặt hái thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh, được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ,
làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ, dù sao nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của tuổi Ất Sửu khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe. Tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng mất những con số dài, tinh thần có chút bất an, nhưng đổi lại bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi. Trong tuần, tuổi Ất Sửu cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe, một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là vấn đề da rẻ, xương khớp. Ngoài việc dành thời gian chăm sóc da, bản mệnh đừng quên luyện tập thể dục, thể thao, để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống đủ nước, ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tị, sửu, tiểu nhân, mùi, thìn. Màu sắc may mắn, bạc, xám. Con số phát tài, 36, 03, 89. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2023. Công việc trong tuần tiến triển thuận lợi, cứ theo kế hoạch đã định, không phải lao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn gặt hái thành quả đáng mong đợi. Có điều tuổi Ất Sửu cần mạnh dạn và xông xáo hơn nữa, có những lúc khiêm tốn quá mức lại không cần thiết, hãy chủ động phô diễn tài năng, ắt sẽ được ghi nhận. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần tất bật, liên tục nhận được nhiều đơn hàng. Đầu tuần là lúc bạn hệ thống lại danh sách khách hàng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc, tránh tình trạng bận rộn quá mà mắc sai lầm. Đường tài lộc khá vượng, bản mệnh có thêm nhiều nguồn thu nhập, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để tiến hành đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần biết lượng sức mình, với những lĩnh vực mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thì không nên quá mạnh tay đầu tư hay dồn hết tiền bạc vào đó. Sức khỏe của Ất Sửu được cải thiện đáng kể, những ai vừa mới ốm dậy hoặc tiến hành tiểu phẫu có quá trình phục hồi nhanh chóng. Chỉ cần bạn chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, suy nghĩ tích cực, lạc quan vui sống, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm chuyển biến tốt đẹp, không còn những mâu thuẫn cãi vã hay toan tính chuyện nhỏ nhặt, hai bên dành nhiều thời gian để trò chuyện, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu có thể, bạn hãy sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày để tạo không gian riêng tư cho cả hai hâm nóng tình cảm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tị, hợi, tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Con số phát tài, 22, 72, 59. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2023. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của người tuổi Ất Sửu có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo của thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp, nhắc nhở những chú trâu chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bộc phát, kẻo rước họa vào thân. Vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm bất định, thương quan cảnh báo con giáp này cần giữ tinh thần hăng hái và lạc quan trong công việc, tránh việc ủ rũ và buồn bã bởi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất lao động, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến cho mình. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra, nằm ngoài dự tính, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Sức khỏe của tuổi Ất Sửu giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da rẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà, bên cạnh đó tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, tí, tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số phát tài, 12, 08, 60. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện, bạn luôn hết sức thận trọng, giữ được khẩu khí của mình, sẽ khiến tâm hồn chúng ta luôn thảnh thơi, hạnh phúc, cuộc đời cũng vì thế mà nhẹ bước thanh tao. 1. Không cười người khác nghèo, không chê người khác ngốc. Mỗi người sinh ra, đúng là có phúc phận riêng,
dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu. Ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, vòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì ta lại phải đi cười chê người khác, gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng Tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười ngày hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ xem mình sau này có bị cười nhạo lại không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã, không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ, đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy, không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và trở thành người hơn bạn. Những người thành công, trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ gốc tử đã nói, tu nhất trương phú quý chỉ, hưởng nhất thế phú quý mệnh, nghĩa là tu sửa bản thân sao cho miệng nói ra những lời tốt lành thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than họ lại càng nghèo khổ, bởi vì khi đó người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, như vậy họ càng mất đi phúc báu. Hơn nữa chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này sẽ khiến trở nên nghèo hơn. Do đó, đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, phận nghèo theo suốt 3 năm. Thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được, nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, chiêu mời bất hạnh, xui xẻo. Những người hay thở dài, thường do tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin, làm sao có thể hạnh phúc? Vì vậy, đừng thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời phải biết mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng cao thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm nỗ lực, họ xem trọng thời gian. Làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo, họ cho rằng chỉ có nỗ lực, tạo ra thành quả, người khác mới không coi thường họ, vì vậy người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mình khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị, chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán, thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười. Vì vậy thà khổ hơn một chút cũng đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người, dù mệt tới đâu cũng không than mệt, mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận, trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau, vì vậy dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi vã, gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình. Đừng bao giờ tỏ ra tức giận, khi có gì đó không hài lòng, học cách khống chế cảm xúc, luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút, nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi, nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên, làm người không tùy tiện nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương, những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách, phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo, không dao động, có câu thành ngữ, gọi trâu cũng được, gọi ngựa cũng xong, nghĩa là người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được, nhất quyết không so tính, không tức giận, thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Vâng, quý vị thân mến,
Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.